Đây là một em Honda cấp 8670, xe dọn mới lan can nha, cũng số thành phố chính chủ, cứng giấy trong vòng 30 giây nha. Rất là đẹp nha. Dọn mới hết nha các bạn, tất cả phụ tùng trên xe thay mới hết, chỉ có cục máy là không thay ra nha, còn lại là thay hết, máy với cái sườn không thay ra, thay là như đâu còn là xe sinh nhật nữa. Đó. Tất cả đều mới đẹp. Quay lại. Mới xuất sắc cho một con xe cúp, xe nhật thì khỏi chê rồi, đi chơi đi học vì vu. Ok.